Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Windows 11 bằng chiếc USB cứu hộ này. Đầu tiên các bạn bật máy tính lên. Sau đó các bạn cắm USB vào. Các bạn bắt đầu cắm USB vào máy. Các bạn khởi động lại máy nhé. Các bạn có thể cắm USB vào trước các bạn khởi động máy. Máy của mình là mình sẽ ấn F12 để vào boot, sau đó mình sẽ chọn đến USB Pinter. Đấy, mình bắt đầu Enter là sẽ lên giao diện boot, mình sẽ vào Mini Win 10 64 bit. Đây là mình đang vào trong bên Mini Win 10. Ở trong cái Win Mini thì chúng ta sẽ có thể sử dụng được rất nhiều công cụ hỗ trợ của bản boot này. Đây, đầu tiên là mình sẽ vào phần Disk Tool. Mình vào để mình kiểm tra ổ cứng và chia lại ổ cứng. Ở đây của mình là ổ cứng mới, chưa có một tí dữ liệu gì. Disk Tool và vào Partition Wizard. Đây, các bạn thấy ổ cứng của mình là ổ SSD 120GB, chưa có tí dữ liệu gì. Mặc định của nó sẽ là MBR. Chúng ta sẽ convert từ MBR sang GBT disk. Sau đó chúng ta ấn apply và ấn yes. Ở đây mình sẽ rút theo boot theo chế độ EFI nên là mình phải chuyển nó sang chế độ GBT. Các bạn dùng phần mềm Chuimei 2014, sau đó các bạn vào phần My Disk. Tiếp theo các bạn ấn vào Browse. Các bạn tìm đến file root của mình. File root ở đây mình ở trong zip PC này và trong chiếc USB cứu hộ này. Đây là cboot, đây là bản root Win 11. Bản inside. Bản thử nghiệm đến tháng 11 này sẽ ra bản chính thức. Đấy, sau đó các bạn ấn Next. Ở phần này các bạn check cho mình hai dòng, một là dòng Windows và một là dòng FAT32. Các bạn lưu ý không check vào dòng MBR check không, nếu như những ổ cứng có dữ liệu check vào dòng đấy sẽ mất hết dữ liệu. Các bạn chọn New Location. Đấy, các bạn chọn ổ cứng của mình. Unlocal. Các bạn chọn Accept. Sau đó các bạn Next. Các bạn lại tiếp tục chọn New Location. Đấy, các bạn lại tiếp tục chọn đến ổ phần còn lại, chọn Accept. Ở đây các bạn chọn vào Change Default cho mình. Bởi vì bản root của mình chỉ có 59GB thôi, nhưng mà ổ của mình 111GB nên mình sẽ phải kéo cho nó rộng dung lượng ra. Mình chọn Accept, chọn Next và chọn Process. Và bây giờ như vậy là máy đã bắt đầu chạy root. Chúng ta bắt đầu chờ đợi cho máy chạy xong. Thank you.
Như vậy là máy đã chạy xong, chúng ta ấn OK. Sau đó chúng ta khởi động lại máy. Khi chúng ta ấn khởi động lại máy thì chúng ta sẽ rút USB cứu hộ của mình ra. Máy sẽ bắt đầu khởi động lại. Giao diện Win 11 đã bắt đầu hiện lên. Như vậy là các bạn đã cài lại được Win 11 cho chiếc máy tính của mình. Win 11 hiện tại chưa có bản chính thức, đây chỉ dùng bản trải nghiệm. Bản trải nghiệm ở cho các bạn. Nhưng mình đã dùng qua, nó chạy rất là mượt. Cảm giác của mình là nó dùng mượt hơn Win 10. Còn trong quá trình dùng lâu thì có phát sinh lỗi hay không thì mình cũng chưa test được hết. Một vài video sau mình sẽ làm một vài video để giới thiệu cho các bạn về những công dụng mới và những điều khác biệt của Win 11 so với Win 10. Giao diện rất đẹp. Mình đang kiểm tra phiên bản Win. Windows 11 này, version 21H2. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cài lại Win 11 cho máy tính của mình. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like và chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.